Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay em giới thiệu các bạn mẫu xe đạp ngoại hình đến từ thương hiệu 9X là Xtrem X7, một mẫu xe mang cấu hình cực cao là Shimano EOG và bộ giảm sóc hơi trong xe đánh 26 inch không nhôm bích sơn nguyên bản. Em nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng của 9X. Các thấy toàn bộ phần khung của chiếc xe thì được lên từ nhôm loại nhôm 6061 siêu bền, chịu lực tốt, chịu cái cường độ cao, chống bào mòn rất là tốt. 9X về lớp sơn xanh đen này, nó có thấy rất trông nó rất là thể thao và trẻ trung. Chinix design by Italy, tem của Chinix. Chạy full bộ chuyển động Shimano EOG 10 tầng lít và 3 tầng đĩa. Hay Robotech vi vòng. Bánh 26 bánh 26 inch. Xe thì có cái độ mới cực kỳ là tốt. Như em đánh giá chiếc xe thì cái độ mới nó phải hơn 90%. Đấy, cái độ mới. Phần video của chiếc xe thì được trang bị bộ tay bấm của DOG, bộ phanh dầu Shimano. Xe đã có khóa hành trình giảm sóc trên tay lái. Trang bị giảm sóc hơi theo xe ấy. Cực kìa êm, nhớ êm lắm. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Hai xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Chiếc xe sẽ vào các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 1m75 phù hợp. 1m60 thì cưa cái cọc yên đi chút thì khả năng là đúng vừa. Hai tầng lít, ba tầng đĩa, 30 tốc độ khác nhau. Và chiếc xe đang bán bên em mức giá cực kỳ là tốt, chỉ có là 9.500.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là nút chuông để nhận những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.